trải nghiệm lần đầu tiên xem One Piece tại rạp. Đối với fan của One Piece thì chắc chắn là sẽ biết đến sự ra mắt của bộ phim Red này rồi đúng không? Từ trước đến giờ là mình toàn chỉ tự xem ở nhà thôi. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm xem One Piece tại rạp chiếu phim, mà mình cũng sẽ cho cả thằng Bít đi xem cùng. Và trộm vía là may mắn khi canh được slot xuất chiếu sớm, mà đang đi lấy bỏng ngô tự nhiên lại gặp người quen. À, ông giáo đấy à? Hóa ra ông giáo cũng là fan One Piece anh em ạ. Nhưng mà vừa nói chuyện mấy câu thì đã cãi nhau rồi. Tứ Hoàng Đô Đốc, Tứ Hoàng Đô Đốc. Muốn biết Tứ Hoàng hay Đô Đốc thì vào xem sẽ biết nha. Và đúng như dự đoán, chú Xuân Tóc Đỏ xuất hiện bao ngầu, hé lộ thêm về băng của xanh, tuổi thơ của Lù. Tất cả được dẫn dắt xoay quanh show ca nhạc của ca sĩ Uta, với sức mạnh rất đặc biệt kéo theo rất nhiều thế lực lớn tham gia vào cuộc chiến. Khi phải chạm trán một đối thủ rất mạnh, khiến cho cả Tứ Hoàng và Ngũ Hoàng phải liên thủ với nhau. Và bật mí thêm là xanh tóc đỏ có một pha va chạm với cả hai Đô Đốc. Xem đến cảnh này nó dạo dực vô cùng các bạn nha. Được dẫn dắt bởi âm nhạc, cảm giác lần đầu tiên xem One Piece tại rạp nó khác bọt hẳn so với ở nhà. Xem được pha combat và đến lúc đi ra ngoài vẫn còn dạo dực trong người, cầm quà trên tay mà tai vẫn còn vang tiếng nhạc. Nếu One Piece có ra phim mới chắc chắn mình sẽ đến rạp để xem.